chúng tôi gặp ông tổng thống ukraine zelensky trong văn phòng của ông ông ta đưa ra nói về chuyện ở bên ukraine rất là nhiều nhưng mà ông ta ít có bao giờ phỏng vấn hai người của hoa kỳ đã trả lời cái kêu gọi của ông cũng có rất nhiều người khác cũng làm như vậy đã tới đây tới đây để đấu tranh cho dân chủ với ukraine họ đã bị bắt và ở bên kremlin không có đưa ra nói về cái chuyện chết sống hay như thế nào ông có muốn nói gì với gia đình của hai người này hay không họ like ờ là anh hùng đối với tôi họ cũng giống như người dân ukraine yes, they give and they gave the... và họ đã đưa ra và giúp đỡ họ uh, like... ờ, có gì thì họ giúp đỡ đó giống như hết tất cả, cả luôn mạng sống của họ. Và tôi đây chắc chắn chúng tôi đây sẽ đấu tranh cho họ và sẽ đưa họ trở về nhà. Và họ sẽ được đi trở về nhà, trở về nhà của gia đình của họ và con cái chúng tôi phỏng vấn ông tổng thống của bên Ukraine trong lúc đó thì Ukraine bị nước nga tấn công liên tục. Ukraine bắt buộc phải rút khỏi Severodonetsk, nằm về hướng đông làm cho nước nga có thêm một bước nữa tấn tới ở bên Ukraine hiện tại thì hai bên vẫn còn chiến đấu tiếp tục. Bên đây thì cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Ông có thể tiếp tục chiến tranh như vậy không? Hay là ông có thể thế nào để thay đổi về chuyện này hay không? Lực lượng của bên nước Nga đông hơn của bên tôi mười trên một họ có mười chúng tôi chỉ có một thôi không cần biết chúng tôi mạnh như thế nào họ lúc nào cũng nhiều hơn chúng tôi chúng tôi có một phần họ có mười phần đây rất là khó khăn ông có lo là những nước ở hướng tây họ mệt mỏi với dư quen, sau khi đó thì họ qua mục tiêu khác hay không. Họ không để ý tới chiến tranh này nữa, họ để ý tới chuyện khác. Làm như vậy, kết cuộc thì ông sẽ trở thành cô lập. Tôi đây rất là lo về chuyện này. Đúng rồi. Về chiến tranh thì không có biên giới gì cả. Chiến tranh hiện tại đang xảy ra ở bên Ukraine. Cũng có nghĩa là chiến tranh cũng đang xảy ra nhiều chỗ trên thế giới. Chắc chắn chuyện đó nó sẽ xảy ra như vậy. Ông Tổng thống Zelensky của Ukraine cảm ơn Hoa Kỳ. Cảm ơn ông Joe Biden rất là nhiều đã gửi những vũ khí qua. Nhưng mà trong lúc này, ông nói cũng đang cần thêm nhiều nữa.